Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa có quyết định phạt hành chính các nhân viên an ninh do chưa làm tròn chức trách trong vụ hành hung gây rối tại sân bay Thọ Xuân Thanh Hóa xảy ra vào ngày 23 tháng 11 gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Theo kết luận của Cảng vụ hàng không miền Bắc, lực lượng an ninh cơ động tại sân bay Thọ Xuân đã phản ứng kịp thời để ngăn chặn các đối tượng gây rối. Tuy nhiên thì một số cá nhân làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh chưa thực hiện đúng chức trách được giao. Do đó, cơ quan chức năng đã thực hiện xử phạt hành chính theo quy định. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa, Cục Hàng không Việt Nam, trong đó khẳng định vụ việc mang tính chất rất nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của nhân viên hàng không, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, uy hiếp đến an ninh cảng hàng không tại cảng hàng không Thọ Xuân.